Xin chào các bạn, hôm nay Trẻ Tự Nhiên xin tiếp tục giới thiệu danh mục thuốc đông y từ thực hiện vị thuốc y học cổ truyền theo thông tư 05/2015 ngày 17 tháng 3/2015 của Bộ Y tế. Nhóm chính, nhóm thuốc điều kinh an thai. Thứ nhất là an thai. Thứ hai là điều kinh bổ huyết. Thứ ba là ít mẫu. Thứ tư là lô hậu, khổ hạnh nhân, gián hương, nga trục, bạch môn, thạch xương bồ, bạch vị, ngũ vị tử, nhân trạch, lọc nhung, cam tùng hương. Đảng sâm, bạch linh, bạch trục, cam thảo, thục địa, bạch thượng, đương quy, xiên khung, ít mẫu. Ít mẫu, bạch thượng, đại hoàng, thục địa, hương phụ, đương quy, bạch trục, xiên khung, quyền hồ sách, phục linh. Nhóm 10 giữa các bệnh về ngũ quan, mời các bạn xem video tiếp theo. Nếu thấy video hữu ích, xin mời các bạn nhấp đăng ký, subscribe và nhấn chuông. Trân trọng cảm ơn. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy nhấn subscribe đăng ký kênh. Để tự nhiên xin cảm ơn.